Trước đề nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn Grab Taxi về việc mở rộng dịch vụ sang nhiều tỉnh thành, mới đây Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu đơn vị này không được mở rộng ứng dụng ra các tỉnh ngoài đề án thí điểm. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Grab Taxi Việt Nam không được triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, hỗ trợ quản lý kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn các tỉnh ngoài đề án, đồng thời không được làm việc trực tiếp với lái xe taxi để cung cấp dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý vận tải khi chưa được sự đồng ý của đơn vị kinh doanh vận tải và Sở Giao thông Vận tải địa phương. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc ứng dụng chỉ được áp dụng đối với các đơn vị vận tải đã được cấp giấy phép kinh doanh và phương tiện đã được cấp phù hiệu vận tải đồng thời các đơn vị phải chấp hành các điều kiện kinh doanh vận tải đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh công khai minh bạch và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước ngoài ra bộ cũng yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh làm việc với các đơn vị vận tải taxi hiệp hội vận tải trên địa bàn để làm rõ ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động vận tải hành khách đảm bảo đúng các điều kiện nêu trên được biết theo nghị quyết số 24 công ty Rap Taxi chỉ được phép hoạt động tại 5 tỉnh thành là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Quảng Ninh.